Hello anh em, không biết tối nay mọi người có bạn gì không, nhưng mà tối nay vẫn như thường lệ thì mình sẽ livestream tấn công một cái máy, một tên là máy Tina 101. Thì trước khi ấy mình sẽ mọi người xem qua nội dung cái máy đấy tí, là máy Tina 101. Đấy, khi mình tải về mình thấy được nó trong một thông tin là một Ubuntu desktop và nó phiên bản 12.04 người TS, và có một cái user tên là Tau Hit. Không biết user này user gì, nhưng user này Tau Hit đấy. Rồi thì mình cứ để sẵn cái web để mình chạy mình cả nhá. Rồi thì chạy ra thì mình sẽ đầu tiên của mình là mình sẽ quét các cổng địa chỉ IP trong hệ thống mạng, coi như là mình ở trong mạng LAN của họ, đang gọi trong mạng LAN các của cái máy đó, server đó sẽ nó mở nha. Dùng ARP scan đơn một tí nữa. Đây chỉ là mình là 1282 đúng không? ARP chỉ scan chia ra cho 168.1.82 xuống tốt. Giải IP của nó xem là tình hình là thế nào. Quét xem là có giải IP nào của máy Dina. Đó, quét xong một lúc quét thì mình thấy là có máy 144 này, còn có VMware là thuộc máy ảo, thì mình máy ảo ấy là IP này chính là IP của cái máy Zina kìa, Zina đấy, Zina đấy. Rồi thực hiện mình sẽ theo là dùng cụm NMAP cũng rất mạnh, quét các thì các cái cổng đang mở này hay là các thứ nào đó mở thì mình cắt sai hạn, có một chữ A này, giải 192.168 này chấm 1.44. Đợi một chút xem trả về những kết quả gì. Đó, xong một lúc quét thì mình có thấy đây là nó có mở cổng 80, mỗi cổng 80 thôi, 99 cổng đóng hết rồi, mở cổng 80 và có một cái thư mục HTTP robot.txt đấy, thư mục ẩn trưởng file ẩn này, và có thư mục Angela một Angela một nothing tmv upload được mở trên đường link web của mình thì truy xuất đến này. Đó, có là 5 lít olo không có năm, có năm đối tượng cái gì đó đấy, đây có in ra cái gì đó. Rồi nhá, là sau khi bây giờ mình sẽ đi vào web của nó xem có gì nhá. Hiện ở cổng robot TXT rồi này, có thư mục này này. Rồi mình sẽ đi vào web này, để mày có link hay lát để khi mình quay mở đi ngoài mình kết thử trên này, Opera trên Firefox trên này đó. Thế nó có bị nó lát quá thì mình sẽ đổi ra máy bên ngoài nhé, để ngoài đó xem nó rõ dễ hơn, thì sợ máy đây lag các bạn nhìn sẽ hơi không trực quan lắm. Rồi mình sẽ zoom ra máy bên ngoài để mở trình duyệt web mình khai thác cái thông tin của nó nhé. Đấy, thì chắc là web trong này nó bị không 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 ăn thua rồi. Thì mình sẽ tạm thời tắt ngay đi, mình sẽ có thông tin đây rồi, thông tin cổng mở đó rồi, mình sẽ ra web bên, từ web bên ngoài mình sẽ mở một trình duyệt web thông vào cái thư mục website, cái đường link ngay đi website của nó gì, và cái thư mục của nó mình còn nói là thư mục robot.txt này nó có gì, và dưới thư mục lĩnh thư mục robot.txt này có thư mục con trong này này, hãy nhớ nhé.
À, giờ mình sẽ tạm thời dừng như đây, mình sẽ ghép sau này mình sẽ làm xong rồi mình sẽ ghép các cái đoạn lại. Tạm mình sẽ nói chi lại ở đây, dừng tạm thời ở đây. Em.